thi trong liền tăng giả dường như đang đường. Đêm đã khuya mà phu nhân chưa an nghỉ sao? Đứng giữa mê linh mà nàng còn nghĩ đến hạnh phúc, ắt hẳn không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Ta về đây giữa rừng núi châu viên, cũng mang nặng trong tim một tình yêu tha thiết. Chợt nhớ những đêm dài không ngủ, nghe bên trời dặn tiếng giặc kêu sương, thường nhìn trăng khuya mà tất già ngồn ngang, nguồn lửa hận nâu nung bầu nhiệt quyết, khắc hai chữ diệt thù trên kim thép, quyết đáp bằng mọi chướng ngại phong ba, rồi gió câu trên muôn dặm đường xa, hầu báo đáp ơn nhà nợ nước. Phu nhân ơi, đôi khi ta muốn nói với phu nhân bằng những tiếng nói thân yêu, để bỏ nỗi cô đơn sau những ngày xa vắng. Nhưng chợt nhớ quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, nên những tiếng yêu thương bỗng thành ra buông vàng tiếng cấm hờn. Từ đó quê hương quằn quại giờ điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa dãn niềm đau. Ta thương từng mảnh đất quê hương,
từng mai lá đen khóm cây ngọn cò, thương vàng xanh linh đầu rơi máu đổ, dưới gót xâm lăng tàn bạo của quân thù. Phu nhân ơi, ta đợi ngày kia, khi dài đất Mê Linh sẽ góp từng hơi thở để thổi bừng lên ngọn lửa căm thù. Ngọn lửa đấu tranh sẽ thiêu sạch lũ tham tàn, cởi ác nô dông bức xiềng nổ lệ, để hạnh diện là dân tộc rồng tiên. Tiếng hát thanh bình mình sẽ vang dậy khắp non sông, ngàn hoa tươi thắm lại cười trước gió, trong tiếng kim kêu giữa bình minh rạng rỡ, có tiếng đôi tim kể lễ chuyện tâm tình. Những phu nhân ơi, giữa lúc toàn dân dùng lên để bứt phá xích xiền nổ lệ, thì cái vui của vợ chồng son trẻ sẽ là cái vui chung của toàn thể dân Nam. Phụ nhân cảm ơn phu nhân, ta cảm ơn phu nhân nhiều lắm. Bao giờ nàng cũng nhắc ta câu đó cả. Gom bao khắc sâu lời nguyện ngữ, quên mình rửa sạch mối thù chung. Phu nhân xa nhau muôn dặm dài, thì có nhau kề dài chung chinh chiến, dâu buồn đắng cay không rời. Ôi trời nào tôi
quá thôi yêu bao đêm nay có xa nhau, cho ngày mai ta lại gần. Ôi sao mà tôi bao giờ tình xa xôi đường kia, hồn thiên sông núi nghe từ xa vọng về, ta chung lo ngăn giặc thù mai một đây, nhìn non sông tươi thắm ngày về Vinh Quang. Sự vậy thì ba lại ta từ của phú
trốn tình gian. Đứng trên vàng quả ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao người chiến sĩ hiên ngang không chành bước qua hùng. Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sau cùng, ta cảm ơn tất cả đình bình để bảo tồn mạng sống của ta, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi. Vậy thì muốn dân còn chần chờ chỉ nữa mà không ra lệnh cho nghĩa quân anh dũng nổi trống đồng đi, hãy nổi trống tấn công đi, tấn công đi trên tiếng cười ngạo nghễ để đưa tiếng hồn ta theo tiếng trong quay hùng. Phụ nhân, tại sao phu nhân còn gió dữ? À, hay là nàng đã quên những lời trống đêm giả biệt? Quên mình rửa sạch mối thù chúng, hay lắm phu nhân, hay lắm phu nhân. Phu nhân ơi, đó là lời của vợ chồng ta thường nói, vậy thì phu nhân cùng chần chờ chỉ nữa, chần chờ chi mà không nêu tấm gương sáng đó để ngàn đời sau hậu thế soi cùng. Sống thác là chuyện đi về, hộp tan là trò dấu biển, tất cả đều không đáng kể, mà chỉ đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi hùng vương. Hỡi bấy mong tu sĩ, lá rạng rồi đạo dở 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 cho nỗi lòng của thiếp, triệt lạc tất tất.